Hello anh em nhé, hôm nay mình xuống chỗ Mạnh đây. Hôm nay để quay lại thêm một cái đàn chó Malinois Durong của chỗ Mạnh. Thì đây là biệt các chú chó đã khá là lớn rồi, hơn 2 tháng tuổi rồi, rất là cứng cáp. Đấy, trên kia là đàn chó của bạn Mạnh Durong. Và hôm nay là có sự tham gia nữa là của huấn luyện viên là anh Lý, một trong những cái huấn luyện viên tại khu vực Thanh Trì, trưởng nhóm của tôm 2T đấy, 2T tức là Thanh Trì, cùng với cả bạn Ngô Văn Quốc. Hôm nay nhờ bác Lý là điều hướng cho những cái chú chó Malinois Durong này như thế nào. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là chúng khá là quấn cái theo cái tay của người huấn luyện viên. Một cái đàn chó thì nhất là chó Malinois thì cần cái sự là ham mồi này, ham ăn, ham đồ. Với cả những cái chú chó nhỏ như thế này thì việc điều hướng này là việc điều hướng sử dụng một thức ăn. Đây, ông chủ Mạnh thì đang cắt cái thịt gà, điều hướng một thịt gà. Cái việc điều hướng cho ăn trên tay này rất là cần thiết với cả những cái giống chó làm việc nhá. Đấy, nhất là Malinois. Đấy, nó cuốn này. Ơi, nào con, không phá. Đấy. Nào, 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 nào. Đấy, hiện trạng là bây giờ còn khoảng tầm vài chú chó. Anh em đang điều hướng để khi mà chuẩn bị là về nhà chủ mới rồi, chuẩn bị tiêm mũi 3. Đấy, rất là ham ăn luôn. Cái việc điều hướng này thì sử dụng luôn thức ăn của những cái chú chó, mà là đây cũng là cái bữa ăn luôn. Điều hướng này là phải khi mà chó đói nhá, tức là chó nó ham ngồi ham ăn. Đấy, thì nó đi theo tay mình. Các chú chó là phải ham ăn ham mồi. Và khi điều hướng, khi tập luyện là không được cho ăn trước nhá. Đây là cái bữa ăn chính của chú chó luôn. Vừa tập luyện và vừa ăn, để cho nó biết là nó có tập luyện, nó có tuân thủ theo cái sự điều khiển của người huấn luyện viên thì nó mới được ăn. Đó. Rất là ham ăn luôn. Cái việc mà cho ăn trên tay này cũng là cái việc mà kết nối giữa người chủ và người chó nhé. Khi mà anh em mà mua những cái chú chó về, không phải là Malinois đâu mà các cái giống chó khác, thì cũng cố gắng là cho ăn trên tay như này, kể cả bản địa Việt Nam, thì nó vừa ăn này, nó vừa ngửi cái bàn tay của các bạn, nó cũng nhận biết được cái mùi của người chủ, mùi người chủ này, mùi mồ hôi đó. Và hai là nó coi như là các bạn là cái người mẹ, là cái con đầu đàn để mà cung cấp thức ăn cho nó, thì nó rất là quấn và nó rất là nghe lời. Anh chị em phải chú ý nhá. Đó. Đàn này khá là đẹp. Bây giờ trọng lượng là khá là lớn rồi. Hai cái video trước mình quay là cũng cân để cho anh em xem. Nhưng mà chó Malinois thì cũng không cần phải là quá là béo đâu. Béo thì là nó sẽ nặng nề. Với cả đàn cho con 2 tháng tuổi như thế này là gọi là có da có thịt rất là tốt rồi đấy. Sư phụ Lý đây, sư phụ Lý của tôm 2T. Rất là nổi tiếng trong làng Malinois rồi đấy. Anh em mà có nhu cầu mà huấn luyện nhá, thì liên hệ với anh em của tôm 2T là có bạn Ngô Văn Quốc và anh Lý. Cứ lên mạng mà search là tôm 2T Malinois là ra luôn. Thì anh em cũng đều ở chỗ mặt sân của bạn Mạnh này. Ai mà có nhu cầu thì mua cái đàn Malinois này, và sau khoảng tầm nuôi vài tháng ấy, để cho nó quen chủ quen nhà rồi, thì có thể liên hệ với tôm 2T để huấn luyện. Anh Lý và Quốc là cũng là đều là những cái huấn luyện viên mà đạt giải rất là cao rồi. Cái năm ngoái vừa rồi là có một cái cuộc thi chó làm việc, thì mình cũng đã quay cái bạn Quốc và anh Lý là một trong hai người mà đạt giải cao nhất cái cuộc thi đấy. Đấy. Còn vài chú chó rồi đang được điều hướng, đang được gọi như là điều hướng cơ bản để anh em về nhà dễ nuôi. Bây giờ là dễ nuôi lắm rồi đấy, tại vì nó là đã tiêm xong đủ mũi 2, 2 mũi rồi, tẩy giun rồi. Điều hướng và ăn hạt.
ăn hạt này, ăn thịt gà hoặc là cơm cháo thì tùy gia đình anh em. Rồi, rất là thú vị. Hay chắc. Đây là màn câu chó. Cái việc này cũng là việc điều hướng nhá, mà việc chơi với những cái chú chó luôn. Đấy, với cả giống chó Malinois Dudong và những cái chú chó 2 tháng tuổi. Cái việc này như kiểu việc mà nó săn mồi ấy, anh em cảm thấy là nó đang cắn này, nó đang chạy luyện tập, đang đuổi, nó đang giằng co, như thế này cũng là thể dục thể thao. Đấy. Mà đây là tập theo đàn luôn. Cái việc này thì rất nhiều cái tên gọi, nhưng mà nói nôm na nhất gọi là anh em gọi là câu chó đấy. Buộc vào như kiểu cái cần câu, một cái rẻ hay là một cái đồ chơi của chó hay một cái quả bóng để cho đàn chó nó chạy theo. Nó tăng cái sự linh hoạt lên. Một ngày thì chơi khoảng tầm 1 đến 2 lần thôi, mỗi lần chỉ khoảng tầm 5 phút thôi cho nó quen. Nó có sự giằng giật này, nó có sự đuổi bắt. Đấy. Hôm nay cũng rất là nắng thì bọn mình sẽ chỉ quay khoảng tầm vài phút thôi nhá, cũng để cho những cái chú chó con này đỡ bị mệt mỏi. Và cũng để giới thiệu cho anh em được biết. Đó. Cả đàn này thì rất là thú vị này, vì sẽ có một cái con như kiểu con đầu trò ấy, đầu đàn nó chơi thì những cái con kia nó cũng sẽ chơi theo. Đấy. Hôm nay mình đến hơi muộn, thời điểm này khoảng tầm 10 giờ sáng rồi, cũng hơi nắng. Cũng thật sự là không hợp lý cho cái việc mà quay lắm đâu, thì cái video mình sẽ quay rất là ngắn thôi. Có việc điều hướng này thì anh em thường sẽ điều hướng vào lúc sáng sớm hoặc lúc tối muộn. Sáng sớm khoảng tầm 5 rưỡi đến 6 giờ sáng, gỡ cái răng ra nó. Đó. Hai là buổi tối muộn nó mát, thì có những cái bãi cỏ như thế này thì điều hướng cho con rất là tốt. Mấy con này rất là khôn này, đó, nó chạy hết vào cái góc kia nó trú nắng kìa. Đấy. Rồi, ok, cái video hôm nay là ngắn thôi, để mà anh em theo dõi về cái đàn chó tại chỗ bạn Mạnh, chỗ em mình, đàn Malinois Dudong, Phả, VK và con của Lobo, chỗ em Mạnh, và đang được điều hướng ở chỗ mà trên sân của anh em Thanh Trì, Tôm 2T. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với cả em Mạnh nhé. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo nhé.